Chào các bác, hôm nay anh em mình có làm một cái lẩu dê để về chế biến mấy món các bác nha. Ôi, nhìn cái lẩu dê này. Đánh tiết canh với lại xào năn các bác nha. Thì các bác cùng theo chân anh em mình đi nọc cái lẩu dê này ra và chuẩn bị món ăn các bác nha. Khi mà rửa sạch sẽ xong thì bây giờ anh em mình bắt đầu tiến hành nọc này. Đấy, cứ men men đấy. Đấy sụn này. Nóng cái sụn này không? Sụn này tí nấu cháo. Này chắc được cân thịt đấy đúng không? Được. Không đi. Đây các bạn ơi, anh em mình lọc xong một bên rồi nhé. Bây giờ tiếp tục lọc bên thứ hai này. Anh bỏ luôn chậu. Đây các bạn ơi, vừa bỏ xong lấy quả ốc này. Lưỡi, đầy lưỡi nha. Rồi, anh bỏ chậu. Thái nuôi ra để tí nữa xào năn các bạn ạ. Thì bây giờ anh em mình thái ra tí nữa xào năn các bạn ạ.
Còn một phần chỗ này thì để tí đánh tí canh nào. Các bác ơi, thì cái đầu dê là mình nọc ra được từng này món nha, xương này, óc với lại hai cái tai thì để đánh tí canh, còn một chút này thì tí nữa mình xào năn các bạn. Đây nha, cái đầu dê trông vậy thôi, xương nhiều lắm các bạn. Xương. Rồi bây giờ thì các bác vào bếp cùng mình nha.